Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vết thương lòng của người mẹ Việt Nam có con hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vẫn còn đó. Sẽ chẳng có sự đền đáp nào xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các mẹ dành cho Tổ quốc quê hương. Thể hiện truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng thương binh, bệnh binh, các anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công với cách mạng. Hôm nay, có các thầy cô, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trường tiểu học Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, đến thăm hỏi tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Tĩnh. Địa chỉ tại khu xóm Või, xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Cuộc đời mẹ vô cùng vất vả, mồ côi cả cha lẫn mẹ lúc 6 tuổi, nên mẹ phải đi ở làm con nuôi. Lớn lên mẹ kết hôn và sinh ra được 7 người con, 5 trai, 2 gái. Những tưởng nuôi con khôn lớn để trông cậy vào con lúc tuổi già. Nhưng chiến tranh đã cướp đi 2 người con trai của mẹ. Người con trai cả là chú Nguyễn Văn Quyền, đi bộ đội tháng 4 năm 1974, hy sinh tháng 8 năm 1978 tại chiến trường biên giới Tây Nam thuộc tỉnh Tây Ninh. Con trai út của mẹ là chú Nguyễn Xuân Luận, đi bộ đội tháng 9 năm 1983, hy sinh tháng 7 năm 1984 tại mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023. Tại gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, các thầy cô, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã thắp hương trước vong linh của hai liệt sĩ. Để tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, ân cần thăm hỏi, tặng quà và chúc mẹ thật nhiều sức khỏe để tiếp tục nêu gương và giáo dục con cháu phát huy tốt truyền thống cách mạng, nỗ lực học tập để trở thành những công dân hữu ích cho đất nước trong thời kỳ đổi mới. Đây là hoạt động thường niên đầy ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thầy và trò nhà trường đối với thân nhân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Qua buổi gặp mặt và trò chuyện với bà mẹ Việt Nam anh hùng, được mẹ kể chuyện về quá khứ, sự tần tảo nuôi con trong khó nhọc, với sự hy sinh thầm lặng của người mẹ Việt Nam anh hùng và sự hy sinh cao cả vì đất nước của những người con của mẹ đã góp công vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Ngày nay chúng ta được sống trong hòa bình, có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Những thế hệ trẻ, những thế hệ tương lai của chúng ta không bao giờ quên những năm tháng chiến tranh của những thế hệ cha ông ta đã hy sinh xương máu để đổi lấy sự tự do hòa bình cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiến công, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về. Nằm nôi sáng chăn bão giông, chiều ngăn nắng lửa, lao sao chưa hè một giọng ca dao, lao sao chưa hè một giọng ca dao. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ Tổ quốc ơi, báo tận chung thủy câu hỏi.
trong tiếng sáo, đêm lạnh giật dịu tiếng mẹ ru.